gây cho kẻ địch tấn công bằng 360% sát thương nếu tiêu diệt, và khi lượt kết thúc sẽ thêm cấm hồn cho mục tiêu. Cấm hồn là người mang không thể hồi sinh, duy trì trong vòng 2 lượt. Thì đây chính là quả tuyệt kỹ cực kỳ khó chịu đến từ em Diêm Vương anh em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi nâng cấp và test thử sức mạnh của Diêm Vương xem như thế nào nha anh em ơi. Và thật là tình cờ khi mà quả tên ngẫu nhiên nó lại là Diêm Chân Nhân. Úi dồi ôi, cực kỳ là hợp lý luôn để mình có thể là test em Diêm Vương anh em nhé. Rồi, phải đi chiêu mộ thỉnh thần các anh em ơi. Có 77 cái vé, hy vọng là ra nhiều Diêm Vương một tí. Ôi có hàng Nga luôn này. Lần này ra hàng Nga sớm thế nhỉ, hợp lý luôn. Có hàng Nga thì búp rất nhiều chỉ số cho vị tướng tấn công, đó chính là Diêm Vương của mình. Cho vào đội hình là quá ok anh em ạ. Ây à, Lữ Động Tân này. Tiếp tục, ai đây, Diêm Vương đây. Ui hồi, Lý Tịnh anh em ạ. Tiếp tục, Ngộ Không này, hợp lý luôn. Ra cả Ngộ Không, quá ok anh em nhá. Ây à, Na Cha. Còn 10 lần cuối cùng, Diêm Vương đi, Mạnh Bà. Đấy, vị tướng là Diêm Vương cũng là một trong những tướng mà khắc chế rất tốt với Mạnh Bà nhé. Bởi vì Mạnh Bà có khả năng hồi sinh cho đồng đội. Thế mà Diêm Vương được cấm hồi sinh luôn. Úi giời ơi, căng thẳng thực sự luôn, nhận quá anh em ơi. Luôn nhỉ. Ui ôi, nhiều mảnh tướng phết. Rồi ok, xin luôn, có nhiều su ghê. Tiếp tục là nhận quà thôi. Bên này xem nào. Nhận nhanh luôn nhỉ. Phần quà đặc sắc, nhận được thêm 5 vé chiêu mộ thỉnh thần nữa, hợp lý quá nhỉ. Ây à, đăng nhập ngày đầu tiên thì có 10 hồn lô này, phúc lợi. Hoạt động hạn giờ, tiếp tục có thêm 10 cái thỉnh thần phù, tuyệt cả là vời luôn. Ui, 5 cái thỉnh thần phù free, quá holo, ok, nhận luôn. Tiếp tục là thỉnh thần anh em nhá, 27 vé này, Diêm Vương đi. Ok, mỗi tướng ra một em, ngọc thố, và Diêm Vương. Ê, tam thánh mẫu anh em ạ. À, quá đăng ký trước, nhận luôn, thêm 10 cái thỉnh thần phù nữa. Cho đi nốt anh em ơi. Ây à, Bất Động Minh Vương nhìn giống Diêm Vương ghê ta. Béo béo anh em ạ. Rồi ok. Thỉnh thần đạt 100 lần lại có thêm 10 thỉnh thần phù nữa, ngon lành quá nhở. Tiếp tục all in luôn anh em nhá. Và cái gì đây? Ui dồi ôi, trừ bắt dưới anh em ơi, một vị tướng thủ khá là ok. Nãy giờ chiêu mộ nhiều chắc chắn là sẽ có thể check được nhiều cái đồ giám này anh em này. Đấy, mình còn ghép thêm được cả một đống tướng tím này anh em này. Thế là mình cũng có thể mở thêm được vài dương nữa đấy. Lại có thêm nguyên bảo với cả thỉnh thần phù rồi anh em ơi. Đấy rồi, nâng sao thêm được rất nhiều vị tướng cam nha. Đấy, cứ tướng cam thôi cũng được, có thêm 2 điểm để tích lũy rồi. Uầy, nhưng mà bây giờ mình mới để ý là lúc nãy mình chiêu mộ thỉnh thần phù ấy, mỗi một lần ra một vị tướng khác nhau. Bởi vì trong phần tăng sao này mình chả đến tăng sao được thêm nào cả. Ảo thật đấy, nhân phẩm hôm nay hơi ối rồi tí anh em nhá. Đồ dám xem nào. Đấy rồi. Mở một lô một lốc luôn. Một đống dương chuẩn bị được mở này anh em này. Trời ơi, còn đánh chưa? Sao? Uầy, để mình xem được bao nhiêu dương này. Một dương này, hai dương này. Ơ, thế mà mới được có hai dương anh em ạ. Cay thế nhở. Tưởng mới được 3 dương đi chứ. Tăng cấp nhóm phát, lực chiến tăng thêm một chút này. À, ải 95 rồi này. Thế tội gì mà không nhận tướng nhở anh em nhở. Tiểu Bạch Long. Ô, tướng này mình chưa nhận được. Nhấn luôn để nhận này. Rồi, lại có thể mở thêm đồ giám được một tí nữa anh em nhá. À, mở hộp luôn đi. Ải 100 có thể nhận được tướng đỏ này. Tam thành mẫu này. Địa tặng vương này. Diêm Vương đi. Thái Bạch Tinh à. Mở holo anh em ơi. 100 cái holo lục. Thêm 30 lần nữa này. Thêm 30 lần nữa. Và 10 lần cuối cùng này. Đồng ý luôn. 44 cái holo làm. Kiểu gớm. 4 lần. À, có một vị tướng cam luôn. Tướng mới luôn anh em nha. Rồi, 8 cái holo tím này. Ây à, tướng cam à. Úi, đạt mốc rồi, mình lại nhận thêm được cả một đống hồ lô cam này, tím này. Ui, đỏ luôn này, anh nhiều phết. Thêm một hồ lô cam nữa này anh em này, để tổng cộng mở 7 cái hồ lô cam. Sẽ được vị tướng đỏ này không anh em ơi, có luôn này. Phượng Hoàng luôn. Rồi, ai đây, tướng cam thôi. Và hồ lô đỏ nha anh em ơi. Khoan, nhận thưởng ở đây cái đã. Hai cái hồ lô đỏ anh em nhá. Trời, hồ lô đỏ này, đích xa vị tướng đỏ nào anh em ạ. Hay thực sự luôn nha. Rồi, sau khi mình mở một lô một lốc holo thì mình đã đạt được mốc 1.000 điểm và nhận thưởng thêm được một chút. À, có thêm tím nguyên bảo, mảnh tướng đỏ ngẫu nhiên và 10 cái holo lam anh em nhé. Giờ vào túi mở xem được bao nhiêu mảnh tướng đây. Hy vọng rằng là ra thật nhiều Diêm Vương để mình có thể là tẹm nó ở phân khúc mạnh mẽ nhất anh em nhé. 3 days later. Và đây rồi anh em ơi, sau một hồi nâng cấp. À mà không, cũng phải nhiều hồi nâng cấp đấy anh em ạ. Thì Diêm Vương của mình đã lên được cộng 6 này, 10 sao. Và level của em nó là 1002 nhé. Lý do tại sao mình phải nâng cấp lên level 1000? Bởi vì lúc đấy nó sẽ mở khóa thêm một cái bi động nữa là Điện Diêm La. Thì mới phát huy tối đa được sức mạnh của em Diêm Vương này anh em nhé. Hai bên, mỗi bên có một mục tiêu ở trạng thái tử vong. Sát thương của Diêm Vương tăng 8%. Đấy, đặc biệt là bên mình đúng không? Bên mình rất là nhiều em, tuy nhiên là đều không nâng cấp được mắc binh.
Thế cho nên chỉ nâng cấp được mỗi em Diêm Vương thôi thì vào trận này chắc chắn mấy em này nó sẽ tử vong rất nhanh luôn. Khi mà chúng ta sử dụng sức sát thương cực lớn đến từ ulti của em Diêm Vương nữa thì sẽ kích hoạt được cái nội tại của Điện Diêm La. Khi kết thúc lượt, ưu tiên cho thích khách phe địch một lượt thẩm phán. Đấy. Tức là nếu như mục tiêu tấn công bản thân chịu 40% sát thương lần này, kiểu như là một dạng phản sát thương anh em nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào Thông Thiên Tháp để chơi luôn anh em nhá. Còn anh em thì có thể vào chơi ngay.vn để chơi Tây Du Béo cùng với mình nhá. Nào, let's go này. Tốc độ x1 anh em nhá. À thôi, để tốc độ x2 đi, để anh em có thể nhìn thấy rõ hơn skill của Diêm Vương này. Chuẩn bị một ulti này. Liệu rằng một ulti có một mạng hay không đây anh em ơi? Một phát ủ rồi. Càng đấy. Ra gì vào này nọ anh em nhá. Rồi, nếu như mà em Diêm Vương này có một em hỗ trợ nào đấy có khả năng búp cho năng lượng hồi cực kỳ nhanh thì em Diêm Vương này sẽ trở nên cực kỳ bá đạo nha. Anh đánh thường của em nó sát thương cũng đau đấy, nhưng mà mỗi một lần ulti một phát bốn chơi anh em ơi, được của nó luôn đấy. Rồi, để xem ra nào, gõ thêm thằng kia nữa. Điểm, uầy, dính ngay anh em ạ. Hải sau luôn này, bỏ qua luôn anh em, vẫn chiến thắng anh em nhé. Để tốc độ x3 đi, cho chất chơi người rơi nha. Ok, bên mình nào, mấy con này level 1 mà mãi vẫn chơi hẹo nhỉ. Để có thể là kích hoạt sớm nhất cái điện Diêm La, cái bị động của em Diêm Vương anh em nhé. Rồi, hẹo đi, hẹo một em đi, bên mình hẹo một em đi. Rồi, xong rồi. Bây giờ thì kẻ địch khi mà đánh Diêm Vương ấy thì nó sẽ bị phản sát thương. À, thế thì mình sẽ xếp em Diêm Vương lên hàng đầu luôn nhỉ. Cho nó chất chơi người rơi anh em ơi. Rồi, chờ tí nha anh em ơi. Mình ấn khiêu chiến này. Chờ tí mình bày trận lại một chút. Cho em Diêm Vương lên hàng đầu luôn. Còn khai chiến nào. Rồi, múc luôn. Đấy, kẻ địch kết liễu được ai không đây? Chưa. Ok, vẫn tiếp tục là phun lửa anh em ơi. Một ulti một mạng này. Một ulti một mạng này. Mày nghe bữa ấy. Làm sao? Rồi luôn. Ây à, thằng đấy tìm mình vẫn còn sống. Úi dồi, đau nhở. Chứng tỏ là sức sát thương của Diêm Vương cực lớn rồi anh em nhé. Khủng khiếp dã man đấy. Đấy, 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 anh em thấy không? Được của nó luôn á. Với lại lúc nãy anh em thể nhìn thấy là em Diêm Vương của mình cứ được đánh liên tục đúng không? Bởi vì cái bị động sinh tử sách mệnh này. Thì khi kẻ địch bất kỳ tử vong thì nó sẽ chuyển cái hiệu quả thiêu đốt còn lại của người đó cho một đơn vị bất kỳ. Và Diêm Vương sẽ tiến hành một lần đánh thường đối với mục tiêu dịch chuyển đấy. Nếu như tiêu diệt kết thúc lượt thì sẽ thêm cấm hồn cho mục tiêu anh em nhé. Đấy, cho nên em Diêm Vương này mà kết hợp cùng với lại một số những em tướng có khả năng thiêu đốt thì nó sẽ cực kỳ là mạnh nha. Ví dụ như Hồng Hải Nhi này, ví dụ như là Phượng Hoàng này anh em này. Cả hai em Hồng Hải Nhi cũng như là em Phượng Hoàng của mình thì bộ skill ulti của em nó đều có khả năng thiêu đốt anh em nhé. Nên cực kỳ là hợp lý để đi cùng Diêm Vương luôn. Rồi, tiếp tục là mình sẽ khiêu chiến để cho anh em thể nhìn thấy rõ hơn được bộ kỹ năng của em Diêm Vương này. Đấy, tất nhiên là phải thiêu đốt được một phát thì sau đấy nó mới dịch chuyển nha. Tiêu diệt đi Diêm Vương ơi. Ui, ulti đi nào. Một pha ulti này. Một phát. Tưởng ngay. Dạ, đau phết anh em ạ, không đùa. Sức mạnh của Diêm Vương cũng là bá đạo đấy, không đùa đâu anh em ơi. Nó là một trong những em tướng mà có khả năng kết liễu mục tiêu cực kỳ nhanh chóng nha. Ok, tiếp tục là leo tầng này nha anh em. Bỏ qua phát xem nào. Đấy, chiến thắng ngay nha. Thế là mình lụm ngay được 10 cái thị thần phù anh em nhá. Thì đấy là cái ưu điểm của em Diêm Vương, nhưng mà để so sánh với Tôn Ngộ Không thì liệu rằng Diêm Vương có vượt mặt Tôn Ngộ Không được hay không? Thì anh em nào mà xem cái video mình up Tôn Ngộ Không 11 sao ở ngày đầu tiên và đi vượt ải vượt lực chiến các kiểu cực kỳ ngon lành cái nào luôn. Tuy nhiên, để nâng cấp được cho em Diêm Vương đến cái mức độ như thế này ấy, thì hôm nay mình đã phải bước sang ngày thứ 3 của server anh em nha. Ôi dồi luôn đấy, không đùa đâu. Ở trong phần tam giới anh em thể nhìn thấy này, vượt Thông Thiên Tháp để gọi Tôn Ngộ Không bằng cụ. Bởi vì là em Diêm Vương này nó có một cái nhược điểm là sức sát thương của ulti em nó to thật. Thế nhưng mà để chờ được một cái điểm nộ ấy thì chỉ kết liễu được một mục tiêu thôi. Trong khi đấy, nếu như Tôn Ngộ Không nó đánh đến lượt thứ 3 hoặc là thứ 4 là gần như nó đã càn quét được tất cả team địch rồi. Nhưng mà Diêm Vương thì khác anh em nhé. Diêm Vương thì bởi vì mỗi một lần sử dụng nộ nó chỉ kết liễu được một mục tiêu mà thôi. Thế cho nên là đôi khi hết 15 lượt rồi nhưng mà kẻ địch vẫn chưa bị tiêu diệt hết anh em ạ. Mặc dù Diêm Vương vẫn còn sống, đấy là cái nhược điểm của Diêm Vương anh em nhé. Thế cho nên để phát huy tối đa được sức mạnh của em Diêm Vương thì mình nghĩ là sau này khi chúng ta nâng cấp mạnh mẽ một số những vị tướng chủ lực rồi, ví dụ như là Ngộ Không chẳng hạn, thì chúng ta sẽ kết hợp cùng cái cả Diêm Vương. Thì Diêm Vương sẽ có cái khả năng là dọn dẹp. Đấy, thì cái ưu điểm của em Diêm Vương là dọn dẹp kết liễu mục tiêu mà. Thì nếu như anh em có điều kiện có thể nâng cấp cùng với cả Tôn Ngộ Không thì mình thấy hợp lý luôn. Bởi vì Tôn Ngộ Không đánh toàn mục tiêu. Đấy, sát thương của kẻ địch bắt đầu dấp dính. Mỗi em dấp dính một tí rồi. Thì em Diêm Vương thì sẽ có cái trọng trách là dọn dẹp đám tàn dư còn lại. Thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều anh em nhé. Nhưng mà ở giai đoạn đầu game, để mà so sánh sức mạnh giữa Diêm Vương với cả Tôn Ngộ Không
thì mình vẫn đánh giá Tôn Ngộ Không nhỉnh hơn một chút. À đấy, dành cho những anh em nào mà hỏi cốt thì ở thời điểm hiện tại chúng ta có một cái bộ gồm gần 30 cái cốt rồi. Mình nghĩ là với bộ cốt dân thủ đấy thì anh em hoàn toàn có thể trải nghiệm cực kỳ ngon lành cái nào rồi, rất nhiều vé chiêu mộ các thứ. Tuy nhiên nếu như anh em muốn lấy nhiều cốt hơn thì anh em có thể truy cập vào trang fanpage chính thức của game ấy, Tây Du Béo VNG, để có thể là tham gia một số những cái sự kiện và nhận cốt nhé. Còn trong video tới, anh em muốn mình test sức mạnh của vị tướng nào, nhớ để lại comment ở bên dưới nha.